Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Và lại là mình Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và hôm nay mình có một thông báo mới cho anh em nè. Đó chính là mình và Sammy vừa mới nhận thêm một thành viên mới về với đội của bọn mình. Đó chính là một em mèo mới mọi người ạ. Thì đây chính là một em mèo cỏ của Việt Nam thôi. Nhưng mà em ấy khá là đặc biệt, là bởi vì em ấy có một cái bộ lông màu trắng và hai đôi mắt màu xanh dương mọi người ạ. Mèo mà có mắt màu xanh dương mà lông trắng mà lại là mèo cỏ của Việt Nam, lạ nhờ. Hãy cùng nhau xem coi em mèo này sẽ như thế nào nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau xem phản ứng của bé Cam như thế nào sau khi phát hiện ra là bé Cam đã có em. Cam ơi. Đó đó đó, nhân vật. Nhìn mặt kìa. Từ mình sẽ để cái hộp này đây nha, để từ nha. Ban ra. Cao sẽ được làm chị. Cao sẽ được làm chị rồi. Bạn nhìn nó kìa bạn. Cao. Ngửi. Ủa con này con cái ăn được vậy? Bạn của Cam đó giờ. Ủa cái gì Cam? Quang. Trời, tao không biết mày là ai, mày đi ra đi. Đây là bạn của con mà Cam, đây là bạn của con đó. Nè, em này sợ không? Em này nhét không? Nè, lông xù nè. Tội nghiệp quá. Chắc là chưa tắm cho nhìn hơi bẩn nha. Rồi xong, Cam bị ra lì rồi, Cam bị đuổi khỏi nhà luôn, Cam thành con ghẻ rồi. Và nếu như mấy bạn để ý á, thì chắc là mấy bạn cũng cảm thấy được rằng là bé Cam đang rất là ganh tị với bé mèo này đúng không? Tại vì là từ trước giờ các bạn thì bọn mình chỉ nuôi có mỗi một mình Cam thôi. Tự nhiên hôm nay là mang theo một con mèo mới về, cho nên bé Cam có vẻ gọi là hơi kiểu ganh tị, hơi kiểu ganh ghét các bạn. Ok, thì bây giờ bọn mình sẽ đem bé mèo đi tắm cho nó nha mọi người nha. Bởi vì bé mèo này á thì mới vừa nhận về nuôi, cho nên khá là bẩn, cho nên là mình phải cần phải tắm rửa sạch sẽ. Nhưng mà tắm ở nhà thì mình nghĩ là chắc là không sạch lắm đâu. Tắm xong đợt này chắc là mình phải đem em mèo này ra ngoài spa cho ta tắm thêm một lần nữa ở ngoài spa để cho nó sạch sẽ hơn nha mọi người. Và sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi thì mình và Sammy bắt đầu cho em mèo này ăn mọi người ạ. Thì em mèo này rất là tội nghiệp luôn nha, ăn rất là ngon lành luôn. Chắc là do là từ trước giờ chưa bao giờ ăn cái món nào mà ngon như thế này, cho nên là ăn rất là nhiều luôn mọi người ạ. Còn bên đây thì là bé Cam. Bé Cam thì không thèm quan tâm luôn rồi. Bé Cam bây giờ kệ mày luôn, tao không quan tâm mày luôn rồi. Ok mọi người, bông tiết đã quyết định đi ăn mọi người ạ. Trời ơi, bà ăn kìa. Đói luôn mọi người. Cho bông tiết ăn. Ăn ngon nhờ, bông tiết ăn rồi. Ăn cạp cạp luôn mọi người. À, bông tiết ăn gì nhờ. Bông tiết rất là thích ăn mọi người. Đấy, mới về nhà đã ăn luôn mọi người. Trời ơi. Và đây là phần của bông tuyết ăn nhé mọi người. Đây. Ok thì bên này là một đống đồ mọi người, đây đồ mình mua cho bông tuyết và bé Cam, đây mình mua đôi mọi người đó, đôi đồ ăn đôi hết nhà đó. Không có thiên vị ai nhau nha mọi người đó, còn mua hai cái đồ cào móng mới đó. Tại vì mình định mua cho bé bông tuyết thôi nhưng mà sợ Cam nó ghen nên thôi mua hai cái chắc. Đó. Đây đồ chơi mới mọi người, không biết là Cam có chơi không. Đây Cam chơi mới này con. Rồi sao không biết tốn tiền nữa mọi người, quá khổ rồi. Đây, mình sẽ mua cái mới luôn, không phải chai chinh su này cũng mua nha. Đây, mua cái đồ ăn mới cho nó hai đứa riêng. Mình nghĩ là Cam sẽ rất là khó chịu khi mà có một người nào đó dành đồ ăn của mình, nên mình mua cái mới cho bé bông tuyết. Và mình sẽ để ở đây nha, để hợp lý không? Hai đứa chưa góc khác nha, bởi vì mình sợ là ghen tị. Đó, ghen tức ở đó, đây là chỗ của bé bông tuyết. Còn Cam đầu kia, đó. Trời ơi, đồ ăn cái gì chứ, đồ ăn là chị này chị không nổi đâu. Đó, ok. Thì mình sẽ ốp chỗ này cho Cam. Còn này là đồ cầm móng, đồ chơi. Đó, thì có gì mình sẽ cập nhật tiếp nha mọi người. Ta-da! Mấy bạn có thể thấy đây chính là một khuôn mặt đáng thương của một kẻ đã bị bỏ rơi mọi người ạ. Thôi mình nói đùa vậy thôi chứ thật ra là mình thương Cam với thương bông đều với nhau hết luôn nha các bạn nha. Nhìn Cam vậy thôi chứ thật ra Cam cũng rất là tình cảm nha các bạn. Bạn coi nè. Đó. Bé Cam mặc dù là mới những cái ngày đầu rất là ganh tị với bé bông và rất là ghét bé bông luôn, nhưng mà sau mấy ngày sau á thì bắt đầu thương yêu bé bông nhiều hơn, các bạn thấy không? Ôm nhau ngủ luôn. Thật sự là mình cảm thấy rất là vui luôn mọi người ạ. Bởi vì là mình rất là sợ rằng là Cam sau khi mà thấy được mình đem con bông về nhà thì Cam sẽ ganh tị với con bông, Cam sẽ kiểu ghét con bông, bởi vì là loài mèo nó ít khi nào nó thân nhau lắm mấy bạn ạ. Nhưng mà thật là may là con Cam
lại khá là thương con bông mọi người ạ. Nó xem con bông giống như là em, giống như là con của nó vậy đó. Cho nên là mình thấy khá là vui. Từ trước giờ Cam sống một mình cho nên là mình cảm thấy rất là tội nghiệp cho Cam. Chắc là Cam cô đơn lắm. Nhưng bây giờ Cam đã có thêm một người bạn đó rồi. Trời ơi, tôi mới vừa lục ở trong cái đống đồ mà Sammy mua cho bé bông á mọi người, thì mình thấy là Sammy có mua cái mắt kính này cho mấy con mèo nè. Thì mình mới quyết định là mình đeo thử lên cho bé Cam, thì thấy bé Cam nhìn khá là gọi là xanh điệu nha. Ở chạy đâu rồi? Rồi mấy bạn ơi, và sau khi mà đem bé bông ra ngoài cho người ta tắm rửa bạn, thì bạn có thể thấy là bé bông đã sạch hơn rất là nhiều nè. Đấy, và bắt đầu là bé bông chắc là cảm nhận được cái sự yêu thương của Sammy, cho nên là bé bông bắt đầu ngoan hơn rồi mọi người ạ. Đấy, mới đầu á thì bé bông sẽ kiểu rất là sợ hãi luôn, rất là sợ người luôn, nhưng mà bây giờ thì bé bông lại rất là kiểu quý Sam mọi người ạ. À, ngồi im cho Sam vuốt vuốt nè. Ơi, thương quá ha. Gì Cam gì hả? Cam à. Rồi xong luôn, bị bỏ rơi rồi, trở thành con ghẻ rồi, nằm một đống buồn hiu luôn. Rồi xong rồi Cam ơi, bây giờ là mẹ Sam hết thương Cam rồi. Bây giờ Sam hết thương Cam rồi, giờ Cam ra lì rồi. Ngày mai ba sẽ đem Cam ra ngoài chợ bán nha. Nhìn mặt các bạn. Thôi, bây giờ bé bông mới là chân ái phải không? Bây giờ bé bông mới là gọi là cục cưng trong nhà phải không? Còn bé Cam bây giờ là trở thành cục gì rồi, chứ không phải là cục cưng nữa. Trời ơi, bạn nhìn cái mặt nó kìa. Cái mặt nó liếc mình kìa bạn. Đó, trời ơi, nó liếc mình kìa. Trời ơi. À, thì bông rất là dễ thương luôn nha các bạn nha. Thì tại sao mình lại đặt tên cho nó là bông thì các bạn biết không, là bởi vì á, mới đầu á thì mình nghĩ rằng là con này đặt tên là Cam rồi đúng không, thì con này đặt tên là Chanh hay là Quýt hay là cái gì đó nghe cho dễ thương đi. Và mình nghĩ rằng là một cái tên nó chính là tên Chanh mọi người ạ. À, mình nghĩ tên Chanh là cái tên khá là dễ thương và nó hợp với màu trắng nữa, cho nên mình tính đặt tên Chanh rồi. Nhưng mà Sammy bảo rằng là thôi con này thì đặt khác một tí, con này nó màu trắng thì thôi đặt tên cho nó là bông đi, chẳng hạn như là bông tuyết nè, hay là bông là bông gòn kiểu màu trắng đó các bạn. Những con mèo ta á mọi người thì thường mình thấy á là bọn nó thường có những cái màu lông gọi là rất là kiểu đặc trưng, chẳng hạn như con Cam nè. Hả, con Cam thì nó có màu lông của nó là màu cam mọi người ạ. À, thì cái màu này á, con mèo nào ở ngoài đường á, các bạn ra ngoài đường các bạn thấy mấy con mèo màu cam hay là nhiều lắm luôn á, chứ ít khi nào mình thấy có một con mèo nào mà mèo ta mà lại có màu trắng giống như bông mọi người ạ. À, bông rất là kiểu đặc biệt luôn. Và có một điểm đặc biệt nữa bạn biết là gì không? Đây bạn nhìn nè. Bông ơi, quay đây con. Quay đây bông. Trời ơi con bông này. Đây, bạn có thể thấy là bé bông của chúng ta là có đôi mắt màu xanh dương mọi người ạ. À, thật sự bé bông là một con mèo rất là đặc biệt luôn. Mình không hiểu sao nha, bình thường á chỉ có mèo nước ngoài á thì kiểu mắt của nó mới có màu thôi, còn con này là mèo ta mà không hiểu sao lông của nó màu trắng mà mắt của nó lại còn thành màu xanh dương nữa, nó rất là đặc biệt luôn mọi người ơi. Đấy, đây có cây viết nè. Chọc chọc nó coi. Ok, thật sự là bông rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Này á, mình nghĩ rằng là fan của bé bông là chuẩn bị là sẽ có rất là nhiều bạn gọi là chuyển từ thích bé Cam chuyển qua thích bé bông rồi nha. Tại vì bé bông dễ thương hơn bé Cam nhiều mà đúng không? Bé bông còn nhỏ nè, cho nên là kiểu nhìn sẽ dễ thương hơn là bé Cam rất là nhiều luôn. Có bạn nào cảm thấy bé Cam với lại bé bông, mấy bạn thấy bé nào dễ thương hơn nhớ bình luận ở cho mình biết nha. Và ai là fan của bé bông thì hãy bình luận là fan bé bông, còn bạn nào là fan bé Cam thì hãy bình luận là fan bé Cam nha mọi người nha. Ok, chứ thực sự là bây giờ mình á là mình chuyển qua làm fan của bé bông rồi nha, tại bé bông dễ thương mà. Các bạn nhìn nè, đây đó, bé bông dễ thương mà đúng không, nhìn mặt rất là dễ thương cute luôn bạn ơi. Bé bông á mọi người, thì mình không biết là bé này là mèo đực hay là mèo cái đâu mọi người ạ. À, tại vì nó rất là lạ luôn mọi người ơi, nhìn nó không giống mèo đực mà nhìn nó cũng không giống giống mèo cái luôn, mình không phân biệt được. Không biết các bạn nào phân biệt được, nhìn bé bông mấy bạn biết phân biệt được là mèo cái hay là mèo đực không, nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ mình thấy rất là lạ luôn, mình không phân biệt được mọi người ạ. À, đây nè, để mình quay phía sau bé bông cho các bạn coi nè. Đây đó, thấy không, mình thấy có một cái cục cục gì đó nhô nhô lên, nhưng mà mình lại nhìn thấy nó không giống con trai cho lắm, mình thấy nó giống con gái hơn. Thật sự các bạn, là từ trước đến giờ mình chưa bao giờ mình thích mèo cỏ cả các bạn ạ. À, bởi vì là mấy con mèo cỏ mình nhìn bọn nó cứ kiểu dơ dơ bẩn bẩn thế nào á, nhưng mà không hiểu sao mình nhìn con bông này thì mình lại thấy rằng là nó rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Hả, cái bụng của nó các bạn, cái bụng của nó cực kỳ bự luôn nha, nó phệ cái bụng xuống nè. Con này thì nó rất là ốm nhưng mà cái bụng của nó thì rất là to các bạn ơi, phệ xuống luôn nè. Thì các bạn thấy là bé bông này, các bạn thấy là bé bông này có đẹp hay không nhớ bình luận cho mình biết nha. Chứ riêng mình từ trước giờ mình chưa bao giờ mình thấy một bé mèo cỏ nào mà đẹp như là bông vậy các bạn. Bông thực sự là bông rất là dễ thương, bông rất là đẹp luôn. Khi mà mình nhận nuôi con bông này các bạn, thì có rất là nhiều người bảo với mình á là những con mèo màu trắng như thế này và nó có đôi mắt màu xanh đó các bạn, mèo cỏ nha các bạn nha, mà có mắt màu xanh dương như thế này nè, là thường những con mèo như thế này nó sẽ thường hay bị dị tật ở ngay cái lỗ tai mọi người ạ. À, đó, mà nói chính xác là bị điếc á mọi người.
Thật sự là mình cảm thấy rất là tội nghiệp luôn. Một con mèo nhỏ như thế này mà lại bị điếc không nghe được gì thì rất là tội nghiệp. Cho nên là mình rất là sợ con Bông nó sẽ bị điếc mọi người ạ. Bình thường những con mèo có mắt xanh thế này nha, một là sẽ bị điếc ở một bên lỗ tai, hai là sẽ bị điếc cả hai lỗ tai luôn, chứ ít có trường hợp nào mà nó có thể nghe được lắm. Cho nên là mình thấy thương, thấy tội nó quá trời quá đất luôn. Nhưng mà mấy bạn biết gì không? Rất là may mắn luôn nha, là bé Bông của chúng ta có thể nghe được bình thường nha các bạn nha, không hề bị điếc nha. Kêu thì bé Bông vẫn nghe nha các bạn. Mới đầu á bạn thì mình đem con Bông này về nè, thì các bạn coi ở đầu video thì chắc bạn cũng biết là con Cam nó cực kỳ ghét con Bông luôn. Bởi vì là tất nhiên rồi, lúc trước thì nuôi có mỗi mình con Cam thôi, thì con Cam sẽ được cưng chiều rất là nhiều, giống như kiểu là con một á, mọi người sẽ được cưng chiều rất là nhiều. Nhưng từ khi mà đem con Bông về á bạn, thì con Cam bắt đầu cảm giác bị ganh tị á bạn. Và nhiều lúc mình kêu con Cam lại nó không thèm lại luôn, giống kiểu nó giận mình á bạn, nó giận mình á, cho nên nó không thèm lại luôn. Giống như kiểu bây giờ nha, trong nhà chỉ có một mình bạn thôi mà bỗng nhiên ba mẹ bạn lại đem thêm một người em về nữa đó, xong bạn sẽ có cảm giác giống như là trời ơi, ba mẹ chỉ thương em thôi chứ không thương mình nữa, cho nên là sẽ bị cảm giác rất là ganh tị. Thì con mèo nó cũng sẽ như vậy thôi bạn, mèo nó cũng có cảm xúc cho nên là thật sự là nó cũng biết ganh tị đó bạn ạ. Nhưng mà rất là may là Bông với Cam thì lại khá là hòa hợp. Chỉ sau một vài ngày thôi thì Bông với Cam đã chơi chung với nhau rất là thân, không còn kiểu ganh tị nhau nữa hay giận nhau nữa. Suốt ngày nằm ôm nhau ngủ các bạn ơi. Đây mình sẽ cho các bạn coi mấy cái ảnh bọn nó nằm ôm nhau ngủ nha. À quên nữa, có rất là nhiều bạn bảo mình là anh Phong ơi, sau khi mà bé Cam thiến về xong rồi đó thì bé Cam như thế nào rồi. Thì đây mình sẽ quay cho các bạn xem bé Cam hiện tại nha. Bé Cam hiện tại, ê Cam ơi, đang buồn ngủ hả Cam? Sao cái mặt buồn ngủ vậy con? Trời ơi, cái mặt nó buồn ngủ các bạn. Bé Cam hiện tại đã rất là khỏe mạnh và béo tốt nha mọi người nha. Cực kỳ mập luôn, mập như một con heo luôn. Bây giờ thành con heo rồi, không phải là con mèo nữa bạn ơi. Đây, ngước cái mặt lên, ngước cái mặt lên cho bạn nhìn coi nè. Trời ơi trời, thành con heo rồi. Các bạn nhớ cái ảnh mà lúc mà Cam còn nhỏ, bạn nhớ không? Lúc mà Cam còn nhỏ thì thật sự là Cam rất là dễ thương. Nhưng khi Cam lớn lên thì từ một con mèo Cam đã trở thành một con heo rồi. Đây mình cho bạn coi cái bụng của Cam. Ơi nó cắn mình, trời ơi, Cam thì láo thiệt. Này bạn coi nè, cái bụng của nó nè. Trời ơi, cái bụng nó mập. Mấy bạn nhìn nè, nhìn nó chẳng khác gì là một cái cục gà bó xôi á mọi người hiểu không? Trời ơi, y như cục xôi luôn. Trời ơi trời. Đây, bây giờ nó đang vươn người cho nên nhìn nó hơi ốm ốm nha. Bây giờ nó mà cụp cái người nó lại nè các bạn coi nè. Đó, trời ơi, nó cụp cái người lại là nguyên một cục mỡ lòi ra luôn. Đây, các bạn có thể thấy con Cam các bạn nó mập đến nỗi rồi, bây giờ nó chơi trò chơi mà nó còn không thèm ngồi dậy luôn, các bạn hiểu không? Nó phải nằm nó chơi luôn, mình phải kiểu đưa cái cục này lại gần để cho nó chụp mấy bạn ơi. Mình mà để xa một tí nè, nó không thèm lại luôn bạn. Nó mập, nó lười đến nỗi mà nó không thèm lại luôn. Đợi con Bông nó chạy lại nè. Nè Cam, Cam nè, chụp cục, chụp cái cục này đi. Chụp đi. Không thèm chụp luôn các bạn ơi. Nó mập quá rồi cho nên bây giờ nó đứng không nổi hay sao, nó lười lắm bạn, nó không thèm đó, nó lết lết lại các bạn. Nó lết lết lại chứ nó không thèm đứng dậy các bạn ơi. Trời ơi, mập lắm rồi nha Cam nha. Mập dữ lắm rồi đó. Thì ok các bạn ơi, thì vừa rồi chỉ là một cái video mình thông báo cho các bạn biết rằng là mình và Sammy đã có thêm một thành viên mới, đó chính là bé Bông mọi người ạ. Thì bạn thấy bé Bông như thế nào, bạn thấy bé Bông có dễ thương hay không, có đáng yêu hay không thì bạn nhớ bình luận cho Phong biết nha. Chứ thật sự là Phong cảm thấy rất là vui khi bé Bông về ở chung với mình và Sam. Đấy, vậy là Cam cũng có thêm một đứa em nữa bạn ạ. Ok, rồi Bông ơi, chào mấy bạn đi con. Chào bạn đi để kết thúc video nè. Ok, thì anh em nhớ hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy ủng hộ cho team Phong Cận, Sammy, bé Cam và bé Bông nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt.